Chúng ơi, bóng đô Phan Anh Tuấn. Tuyệt vời. Chúng ta đã hạ được 19 trên tổng số 24 mục tiêu ở cuộc thi bán kết ngày hôm nay. Bạn bè quốc tế trầm trồ, Trung Quốc thán phục trước màn bắn súng đỉnh cao của tuyển xe tăng Việt Nam. Xin chào các bạn khán giả yêu quý của Tri Thức Việt. Chúc mừng đội tuyển xe tăng Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc phần thi xe tăng hành tiến trong trận bán kết tại đấu trường Alabino. Những gì mà những bộ đội Cụ Hồ đã thể hiện trong cuộc thi này khiến bao trái tim Việt Nam thổn thức và vô cùng tự hào. Với tinh thần tập trung cao độ, quyết tâm tiêu diệt mọi mục tiêu đã khiến Việt Nam ta đạt thành tích vượt trội hơn Trung Quốc. Mặc dù trong lượt đấu này, Việt Nam ta hoàn toàn không có lợi thế về mặt kỹ thuật và không có những chiếc xe tăng có động cơ khỏe và công suất lớn. Điều đó đã khiến những chiếc xe quá tải nhiệt độ dầu và nhiệt độ nước tăng cao. Đặc biệt, Việt Nam còn phải đối mặt với chiếc xe tăng Type 96B của Trung Quốc. Nó đã cải tiến được thu nhỏ khoang chứa hàng ở hai cạnh tháp pháo, giúp nó hẹp hơn và khó va chạm với chướng ngại vật trong phần thi, hạn chế tác động đến kết quả thi đấu. Tạp chí Trung Quốc còn tiết lộ, quân đội nước này đã ứng dụng 100 cải tiến và thay đổi thiết kế trên chiếc Type 96B nhằm tăng khả năng cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, Trung Quốc dù trang bị thiết bị tối tân và kỹ thuật tốt nhưng cũng phải ngỡ ngàng trước hiệu suất tiêu diệt của quân đội Việt Nam. Vậy Việt Nam đã đạt được thành tích đáng kể nào trong vòng bán kết này? Vâng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam vào sâu đến như vậy trong cuộc thi xe tăng hành tiến. Ở trận bán kết thứ hai này, các chiến sĩ đội tuyển Việt Nam phải thi đấu với các đội tuyển xe tăng rất mạnh của Trung Quốc, Kazakhstan và Azerbaijan. Song, điều này không làm nao núng những nỗ lực của các chiến sĩ Cụ Hồ. Khán đài B thao trường Alabino như thường lệ vẫn rực màu cờ đỏ cùng những tiếng hò reo cổ vũ không ngớt của đông đảo người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nga. Trong số những cổ động viên của đội tuyển Việt Nam còn có những người bạn Nga. Đặc biệt, đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đã không quản ngại khó khăn trực tiếp ra thao trường, khích lệ các chiến sĩ đội tuyển xe tăng Việt Nam. Ngay từ khi bắt đầu, rất nhanh chóng, chiếc xe tăng màu xanh của Việt Nam đã vượt lên dẫn đầu. Tuy nhiên, do Việt Nam ta thi đấu làn đường bên trong cùng là làn đường được các chuyên gia Nga đánh giá là khó khăn nhất về mặt phát huy tốc độ, cùng với những bất lợi liên quan đến căn đường ngắm hướng từ xa trước khi chúng ta gặp vật cản. Những kiếp xe của chúng ta với tinh thần tập trung cao độ, bất chấp những trở ngại nào. Với tinh thần đó, Việt Nam ta đã có phần thi đấu đầy ấn tượng, thậm chí là nể phục của các đội tuyển nước bạn. Việt Nam đã vượt mặt tất cả các đội tuyển, tiêu diệt được nhiều mục tiêu nhất trong trận bán kết này với 19 trên 24 mục tiêu. Mặc dù Việt Nam không may mắn khi phải thực hiện vòng thi chạy tốc độ đầu tiên khiến xe tăng bị chấn động mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần thi bắn súng, tuy nhiên không vì một chút bất lợi mà chúng ta lùi bước. Ngay phát đạn đầu tiên của phần thi bắn pháo hành tiến, các chiến sĩ Việt Nam đã tiêu diệt được bia số 12. Và chỉ với 3 phát đạn, chúng ta đã nhanh chóng tiêu diệt được 2 trên 3 mục tiêu trong nội dung bắn pháo. Chưa bao giờ khán đài B lại nóng đến vậy. Những tiếng reo hò cùng với tràng pháo tay vang dội từ khán giả và bạn bè quốc tế. Thành tích bắn pháo đỉnh cao này của Việt Nam còn khiến đội Kazakhstan phải nể phục vì trước đó Kazakhstan đã không hạ gục được bất kỳ mục tiêu nào và họ đã phải chạy phạt 6 vòng. Kể cả Trung Quốc cũng gặp lỗi kỹ thuật đối với phần thi này. Họ ngắm bắn quá thời gian quy định và dù họ đã bắn 3 phát đạn pháo nhưng cũng không có bất kỳ mục tiêu nào hạ xuống và không ngoài dự đoán, họ đã phải chạy phạt 6 vòng. Cho thấy đây là vòng thi đầy thách thức khi các chiến sĩ vừa phải hành tiến, vừa bắn pháo ngang nhưng Việt Nam ta thì không gì là không thể. Các chiến sĩ đã xuất sắc hạ gục 2 trên 3 mục tiêu. Kết quả này của Việt Nam là khởi đầu cực kỳ tốt cho những phần thi tiếp theo và cũng làm rung chuyển tâm lý của các đối thủ. Nhanh, mạnh, quyết liệt, Việt Nam đã tiến thẳng vào vòng thi với súng 12-7. Các chiến sĩ Việt Nam đã dồn toàn bộ tâm sức, ngay lập tức hạ gục bia số 11 trước sự vỡ òa của người dân Việt Nam. Hòa chung với không khí vui sướng của Việt Nam, các bạn bè quốc tế cũng có những tràng pháo tay vang dội với ánh mắt thán phục chiến sĩ của chúng ta. Đặc biệt, người dân Azerbaijan cũng phải cúi đầu thán phục vì các chiến sĩ của họ còn không thể chạm tới bất kỳ mục tiêu nào với phần bắn súng 12-7. Không để tốn bất cứ một giây phút nào, Việt Nam nhanh chóng thẳng tiến đến vòng thứ tư với súng PKT. Với phần thi này, đội tuyển Việt Nam bắn súng máy đồng trục vào mục tiêu xạ thủ bằng súng chống tăng cá nhân. Chẳng có gì cản bước được các anh hùng Việt Nam, chỉ 3 phát súng, Việt Nam đã dễ dàng hạ được 3 trên 3 mục tiêu. Hoan hô Việt Nam,
phản hồi những người lính cụ Hồ. Ngay từ kiếp xe số 1, chúng ta đã vượt lên so với các đối thủ với 6 trên 8 mục tiêu bị tiêu diệt. Chúc mừng kiếp xe số 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Việt Nam ta thẳng tiếp vào vòng tiếp theo với kiếp xe số 2. Mặc dù trong cuộc thi này, các kiếp xe phải vượt qua các vật cản với con số kinh hãi là 144 lần, trong khi vòng loại chúng ta chỉ phải vượt qua 29 lần cho mỗi kiếp xe. Vượt lên tất cả, đến với vòng thi tiếp theo, các chiến sĩ Việt Nam ta đã hiệp đồng chặt chẽ và làm việc vô cùng ăn ý. Sau khi thuần thục vượt qua hàng loạt vật cản, đến với vòng thi bắn pháo với kiếp xe tăng số 2, lúc nào cũng vậy, màn nã đạn của Việt Nam luôn đáng mong đợi nhất và không để khán giả và bạn bè quốc tế chờ lâu. Ngay từ phát đạn đầu tiên, tiếng hô vang "trúng rồi" đã khiến cả thao trường bừng tỉnh trước khả năng duy trì phong độ tuyệt đối của các chiến sĩ Việt Nam. Vâng, 2 trên 3 mục tiêu chính là con số mà kiếp xe số 2 đạt được sau 3 loạt bắn. Phải nói rằng, đội tuyển xe tăng Việt Nam luôn biết cách làm cho chúng ta tự hào đúng không nào các bạn? Nụ cười tươi cùng với lá cờ đỏ sao vàng như tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ Việt Nam ta. Bạn có biết gì không? Cùng cung đường ấy ngày hôm qua, đối thủ mạnh như Mông Cổ đã gặp hàng loạt bất lợi khiến họ phải chạy phạt lên tới hơn 100 vòng. Tuy nhiên, Việt Nam ta đã làm chủ trang thiết bị cùng với kỹ thuật bắn súng điêu luyện đã đạt được những thành tích đáng nể. Không có gì phải bàn cãi thêm, đội tuyển Việt Nam lần này với súng 12-7 đã hạ được cả 2 mục tiêu. Trong đó vào các mục tiêu máy bay trực thăng treo bia số 25 và pháo chống tăng bia số 11. Đáng nói đến, kiếp xe số 2 dù đã trải qua một chặng đường dài nhưng kiếp xe vẫn giữ nguyên phong độ xuất sắc, hạ 3 trên 3 mục tiêu. Điều này đã khiến kiếp xe số 2 nổi bần bật khi hạ được 7 trên 8 mục tiêu đảm nhiệm, tạo tiền đề tốt nhất cho kiếp số 3. Lịch sử đã không sai khi nói rằng Việt Nam là những tay xạ thủ đáng gờm với việc hạ máy bay B-52 của Mỹ. Và giờ đây, hình ảnh chiến sĩ Việt Nam một lần nữa lại nổi lên như một xạ thủ chuyên nghiệp nhiều năm kinh nghiệm. Tuy nhiên, theo như tiết lộ, Việt Nam chỉ được tập bắn với trang thiết bị mới trong vài ngày. Bằng sự hiệp lực, đồng lòng cùng với sự thông minh mưu trí, làm chủ kỹ thuật và trang thiết bị, Việt Nam đã khiến bạn bè quốc tế đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kiếp xe số 3 của chúng ta đã nhanh chóng đến các điểm bắn súng và nhanh chóng hạ được 6 trên 8 mục tiêu trước sự tung hô của bà con Việt Nam trên khán đài. Với tài năng bắn súng đáng kinh ngạc, Việt Nam đã vượt lên 4 đối thủ với thành tích bắn là 19 trên 24 mục tiêu. Ngược lại, đội tuyển Trung Quốc dù có trang thiết bị hiện đại và chiếc xe tăng đạt được tốc độ thần tốc thì cũng chỉ hạ được 16 trên 24 mục tiêu. Không ngoại lệ, Kazakhstan và Azerbaijan cũng chỉ tiêu diệt được 16 trên 24 mục tiêu. Mặc dù Việt Nam ta có nhiều trở ngại và không có quá nhiều lựa chọn xe tăng, nhưng Việt Nam ta bằng tinh thần quyết chiến đã giành được thành tích đáng nể, khiến bạn bè quốc tế phải liên tiếp nổ những tràng pháo tay vang dội và hân hoan hồ hởi chào đón Việt Nam về đích an toàn. Ngay từ khi tham gia Army Game 2022, các chiến sĩ Việt Nam đã có thiết lập mục tiêu tinh thần thể thao cao thượng, hòa bình, hữu nghị và quyết tâm đảm bảo an toàn cho mình và đội bạn. Đồng thời, các chiến sĩ cụ Hồ cũng quyết tâm vượt lên chính mình, vượt qua những thành tích đã có trước đó. Vòng thi bán kết là vòng thi vô cùng khắc nghiệt và đây là lần đầu tiên Việt Nam ta thử sức trong vòng thi yêu cầu sức bền cực kỳ cao. Dù có bỡ ngỡ và có đôi chút tiếc nuối, trên tất cả, Việt Nam ta đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra. Một lần nữa, chúc mừng đội tuyển Việt Nam! Còn các bạn nghĩ sao về video ngày hôm nay? Hãy chia sẻ ý kiến và bày tỏ quan điểm của mình với Tri Thức Việt ngay dưới phần bình luận video này nhé! Đặc biệt, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và nút chuông để không bỏ lỡ tin tức mới nhất về Việt Nam ở trên thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Tri Thức Việt.